Chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Thanh Quay. Hôm nay Thanh Quay sẽ chia sẻ cho các bạn một anh nông dân đang thu hoạch đậu nành gao nha các bạn. Đây, mời các bạn xem video với mình nha. Để tôi hỏi tới đó. Nghe các bạn, mấy chị em đang thu hoạch đậu nành gao nha các bạn. Đây cô Hai Liễu. Cô Hai Liễu lặt cái này một ngày được bao nhiêu ký cô Hai? Ngày được 70-80 ký anh ơi. Rồi, một ký mình lặt được bao nhiêu? 2.200. 2.200 hả? Cái này làm ngày nào cũng có làm cho nó gì cô Hai? Ngày nào cũng có làm cho anh ơi. Một ngày làm được 100 ký không? Ngày lặt được 100 ký không chị? Tối lặt nó lấy tới 11, 12 giờ thì 50-60 ký rồi. Nhiều thì lặt nhiều, ít thì lặt ít. Lái nó lấy nhiều thì mình lặt nhiều, còn lái lấy ít thì mình lặt ít. Chiều thì cả 100 ký, còn lấy tới trưa tới xế thì 60-70 ký. Quay cho bà chủ rồi phỏng vấn bà rồi làm công lợi được nhiều. Đây các bạn ơi, mấy chị em lặt đậu khúm khúm nhóc cái chân nè. Chị Tám hả chị Tám? Chị Tám lột khẩu trang cho các bạn nhìn nó trời ơi, bích dịch hết trơn. Chị Tám nghe các bạn, chị Tám ở nhà thờ à, chị của mình ngày xưa cũng như là chị bạn ngày xưa đó các bạn, mà gần cũng gần bên vợ rồi. Chị Tám đẹp gái quá trời ơi. Nghe nói ham không? Đang lặt đậu nghe, chị đang lặt đậu nghe các bạn. Cái bờ đậu này đặt được bao nhiêu ngày chị? Là đặt đâu có 6-7 ngày rồi. 6-7 ngày hả? Bên kia hôm nay là 6-7 ngày rồi. Dạ. Này lặt đậu nè, cái này lặt vừa lửa luôn hả chị Tám? Vừa lặt vừa lửa luôn. Mấy chị em đang lặt đậu vui quá các bạn ơi. Đây các bạn, cái này nhóm 3 nè các bạn. Đây chị Sáu. Chị Sáu ở gần nhà mình các bạn. Chị Sáu Khoan. Với chị Tư cũng ở gần nhà mình luôn. Chào cái. Quay luôn rồi. Quay luôn rồi. Quay đi. Quay. Rồi này là nhóm thứ tư các bạn, nhóm thứ tư. Đây bên đây một người, còn bên đây người nữa, hai người. Cái này hai người ngồi gầy, ngồi gầy chắc là ăn riêng quá. Đậu này trúng không chị Tư? Nó thuốc sạch trơn, cây hái dựng 5-6 trái, 5-6 trái rồi coi. Đậu này thất kìa các bạn ơi. Đậu này nè. Có được có con số này nè, đỡ đỡ nè, đó. Đậu này nó hư, nó lép trơn cái gì quá trời lép. Có số nằm không có bị hư, ngon nó sợ luôn vậy. Rồi các bạn ơi, đây là cái nhóm thứ 5 thu hoạch đậu. Đậu nành gao nha các bạn. Đó là nhóm này đông, nhóm này 4 người các bạn. Dạ 4 người. Để mà quay phim má ơi. 4 người. Chị Út, chị Út mở khẩu trang ra nhìn đi có chị Út. Cái trời mà. Ơi, chị Út nhà thờ gần bên bà xã mình, gần bên bà xã Thanh Quang nha các bạn. Dạ. Đây, chị mở cái khẩu trang ra nhìn đi trời. Thôi mà. Ai không mở em mở nè, xin chào. Dạ em mở nhà thờ Thái Lai rồi chú ơi. Ngang nhà thờ á. Ngang nhà thờ hả? Dạ, ngang nhà thờ, vợ ôn bánh á.
quay mặt lại vợ của ông bạn đây. Dạ, vợ dạ. Ông bạn này các bạn ở nhà thờ, ở Dòng Đinh nhà thờ. Đúng rồi, đặt một đống đậu quá trời luôn. Cái này mình đặt ngày được nhiêu ký chị? Dạ 100 mà anh. 100 ký, ký nhiêu tiền chị? Dạ 1 ký 2.200. Ký 2.200, dạ. Ký 220.000. Dạ. Cũng được ha, làm con này. Dạ có khi có, khi không anh cứ nhầm bữa. Từ khi bữa đặt cái công ty là tới 300.000 ngày, 250, là có 200 mấy ký. Lấy nhiều là mình có cái nhiều. Cái này là chẳng qua đam mê thôi anh ơi. Cái đám đậu này mình lặt được bao nhiêu ngày chị? Bữa 2.19 thôi đi. 19 tới nay. Bữa 19 tới nay ha. 19, 8 ngày. Rồi, mấy chị em lặt đậu vui quá trời luôn ha. Dạ, đúng rồi, ok. Mấy chị em ở sớm không hả? Dạ, cùng sớm ha. Liều này cùng sống chết nhau. Dòng Đinh hồi đó giờ. Tôi với Un là bạn à, ní à, này nếu vậy hỏi biết quay không là ok. Ồ, biết liền. Gì hả? Ừ. Nghe nói tên vậy mình cũng quen quen quá thôi. Bữa nào anh đi vô nhà của Un hỏi Dòng Đinh không hả? Uống bia nè, bữa nào vô nhà mình uống bia. Ờ, à, nó uống bia là rồi quá trời đi. Em không hỏi Dòng Đinh luôn nè. Uống bia là phan tiền vô ngực đó. Dạ. Chú Út cái này có uống bia được chứ chú Út? Không, cưng ơi, chị đâu có biết uống đâu. Chị Út quen mặt ở đây quá trời, mười mấy hai chục năm luôn, nó chưa thấy mặt lại đó không nha. Không mà. Hồi đó lúc còn thanh niên như trống chơi thấy. Sáng dạ. Có gian mới cài luôn. Bây giờ lâu lắm rồi, không có. Ừ, lâu lắm rồi chị cũng không thấy hôm qua. Cái này mình lặt mắt lửa luôn hả chị? Ừ, lửa riêng đó cưng. Cái này loại 1. Cái này chắc dạt loại 2 loại 3 gì này nó sâu xi không nó có đốm đốm hết trơn nè các bạn. Cái này mình quay là sao mình lên truyền hình cái gì. Cái này là tự đăng lên ở đây có hả các bạn. Ừ. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thanh Quay nha. Chúc các bạn sức khỏe. Nếu các bạn thấy video có hữu ích thì cho Thanh Quay xin một like, một đăng ký nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.